bệnh đầu mùa mà chưa trở hết thì làm sao mà hết bệnh được, vì nó không phải hết, cũng giống như chemo ung thư vậy đó, phải cho lòi lên hết. Ở Mỹ cũng vậy, nó đi đồng bộ à, thế giới tất cả mọi quốc gia đều là đồng bộ, nước Mỹ cũng phải đồng bộ, Biden phải lật gọng nửa đường đúng không, thì nó một lượt một chứ không phải riêng nước Việt. Còn mình là tự nhiên mình người Việt, mình cứ quan trọng là mình là người Việt, có Phật hạ phàm, thánh hạ phàm, con của ông trời xuống thế, chuyển luân thánh dương hạ phàm, mấy cái đó là sai. Đức thầy cha cả kiệt cũng vậy, lo cho toàn cơ vận của cái quả địa cầu chứ không phải riêng nước Việt mình. Khi mà cái chính á, vẫn là nước Mỹ. Nước Mỹ nó giống như là một đàn anh lớn nhất, cha giao cho nước Mỹ phải ổn định thì từ đó nước Mỹ nó mới ổn định toàn thế giới. Còn nước Mỹ chưa có ổn định, chưa có một nguyên thủ quốc gia gọi là khủng á, thì ở vào cái thời đại này cái thế giới đảo điên, thì mình cần có một cái ông điên điên làm tổng thống Mỹ mới trị được cái thế giới đảo điên này, chứ ông tổng thống bình thường không có được. Quý vị có hiểu cái định luật đó không? Thì thử coi ông đó, ông tướng trời á, ông có trở lại hay không, chứ còn giờ đứa ông nào lên á cũng bị luộc hết trơn. Tại vì mỗi nguyên thủ quốc gia đều có chân mệnh ở mặt đời của mình á, thì cứ tính theo cái lá phiếu nha, nhưng mà thật sự là bên vô vi á là cái chân mệnh không à. Cho nên tại sao nước Tàu họ giỏi về tâm linh họ chọn ok bác này chú kia làm chức này chức kia là gì, mèo chuột heo chó rồi á, thì đâu đâu có làm được chuyện đại sự bỏ lên mấy cái chức lớn của nước Việt để cho nói. Chứ ở bển là trước khi ai lên nó giống như giờ Kiệt là người tâm linh thì Kiệt biết ông nào là chân mệnh gì, làm được chuyện gì hết, thì bên Tàu nó cũng là y chang như thế, có cái đó nè. Những cái hàng mà siêu siêu cao cấp đó, họ có những nhà thần thông coi về chân mệnh. Tại vì người thường thì cứ nghĩ ồ con ông cháu cha đưa lên mày cứ đưa lên đi, nhưng mà nó là mạng con chuột đâu làm chuyện lớn, cọp thì bà mai nó quào quào được chút không. Bên cõi vô hình người ta điều khiển cái quả địa cầu này, bên Trung Cộng cũng vậy. Quý vị biết Tập Trung Bình lại không? À, mình nói đây sao ăn không tình báo Hoa Nam tới đây chết mình dám nói hả. Còn như Biden thì mình biết, ông Trump thì mình dám nói, tại ông là tướng trời mà. Chúng ta là 96 dạng ức linh căn, là indirect cũng là con thượng đế, nhưng mà người thì con chim, Bill Gates thì con chim chỉ chứ nó đâu phải là ông tiên đâu. Mà tự nhiên chim nó ăn lúa nó hiền cái được cái phước nó giàu rồi, giàu thế gian không có nhầm nhòi hết. Thằng à Lon nó là ế là nó không phải là người thượng, nó cũng dạng như kiểu vậy đó, nghe được tiếng nè lên của thành tinh nó, còn mình là thành tinh thiên đường phải không, hai loại tiếng khác nhau thì cũng là dạng giống như vậy. Mỗi một người ở thế gian này giàu có hay là dung mạo hay là tư cách đều là đi về theo cái những gì họ học bao nhiêu nghìn nghìn kiếp mà tái sanh, chứ không phải một kiếp mà họ làm được như vậy. Mình nói giống như những cái người giàu có Việt Nam bây giờ quý vị thấy từ từ bị bắt bỏ vô hộp hết để làm sao phải không? Tại vì họ cũng là một chư thiên ở trên, họ có phước xuống để họ xả cho cái nước nghiệp, rồi xả xả thì phải đi về, mà đi về á mà không ở dưới này mà bắt trọng không đốt củi đốt lò họ đó thì họ còn bị tội làm sao, về chảnh xử làm sao, thà xử dưới thế gian là một cái dạng xả nghiệp á, cũng giống như bà Tăng Hợp Phá hay là ông Trùm B hay là cả Dưỡng, nó cũng là con rùa vạn nghe. Thì những cái người giàu có
giống như hoàng triều lặng nay mạng nay trên trời á, ở tầng thứ tư á, một cái loài thú mà trên trời nó xuống dưới thế gian này quậy cũng dữ lắm. Mình coi phim Tây Du Ký đi mình biết. Thì những cái người đó đều là ở cõi trời xuống, thì họ có mang một cái phước của cõi trời. Nhưng mà xuống đây á, là ai cũng quên hết. Hồi xưa cha gãi xuống thế gian này không phải một mình thiên tử, không phải mình kiệt. Tới ngày hôm nay, wow, bao nhiêu sàng lọc, bao nhiêu cái thử thách, thì những vị kia đó không có được phong ấn lại, không có được kim bài như kiệt, và không có được ra lệnh cho cõi Thiên Long Bát Bộ hay là những vị thiện thần mà nghe theo. Nghĩa là cứng xuống. Đứa giờ chót á, được phong á, và mới quan trọng, chứ không phải là phong để mà một người bình thường không có làm được. Bước ra đời ma quỷ nó quýnh cùng chết rồi đó. Cái đó là những cái người tâm linh, những người mà hiểu về đạo người ta phải biết. Hôm nay thì trải qua bao nhiêu thử thách, cha thử mẹ thử, bao nhiêu cái khổ thế gian, từ bần hàn cho tới giàu sang, mà cuối cùng thì đã bỏ được tham sân si và không có dính với đồng tiền của thế gian. Có làm nhiêu là tiền của cha, chứ nói là mấy đứa con mua đoạn mua đất mua làm gì á, đã điều là cứ nghĩ cho đại đồng không, chứ không có nghĩ cho cá nhân nữa. Thì lúc cha mới thương, thì bắt đầu mới phong lại, rồi bắt đầu mới làm, tới ngày hôm nay mới lập đạo, là có sứ mệnh. Mà không phải ai mang sứ mệnh mà xuống trần á cũng nhớ hết đâu, quên hết á. Tại vì khi xuống đây á, cái thần hồn á, nó đầu cái mình là một mình thôi. Bất cứ gì, mấy vị Phật cũng vậy, chỉ làm theo cái tập khí, đến lúc nào, giờ nào, chuyện gì mình thích, mình làm vậy đó. Cả cái lên mạng này cũng vậy thôi. Hồi xưa không biết nói chuyện, tại vì những cái ngày đầu 4 trước, trước khi Covid, thì nói tới đâu bóc cổ hay là cho dài cục đòn vô cổ một cái là cà khẹt là tắt cái máy rồi, đúng không? Tại cái đó mà nó sâu quá, cơ vận mà nó cao quá, lúc thời đó chưa có độ được người, chỉ đuổi người thôi. Rồi tới giai đoạn nào làm gì, rồi tới giai đoạn này thì phải làm gì. Chứ còn có nhiều người cứ nghĩ ô cái ông này sao ông nổ quá ta, ông nói ông bị đóng mấy cái đinh đồ này nữa, hay bốn bài ốp, thì đó là 99% là như vậy rồi. Nhưng mà còn cái chuyện mà sau này thiệt hay giả đó, từ từ nhân loại sẽ nghiên cứu lịch sử, và những nhà thần thông, những nhà thần học họ sẽ biết, đức thầy sẽ nói. Mà mình nói nhiều quá lúc này mà không còn nói nữa thì làm sao độ được những con chiên mà lập lửng. Tại vì giống như Chúa sẽ tái lâm trong kinh Khải Huyền, phải ông Thiên Tươi, bà Tiên ngồi đó. Giờ Chúa đâu? Chúa sẽ hướng cứu lại con của Chúa về trời hết, đúng không? Dạ. Mà cứu bằng cách nào? Chẳng lẽ giờ Chúa lại hiện cái thân hình khổng lồ ở trong không trung, rồi Chúa để chiếc máy bay khổng lồ, rồi cái thằng ác nó cũng nhảy lên, rồi thằng Iran mà ôm bom tự sát cũng nhảy lên sao? Đâu được, phải thanh lọc. Đó là cái dấu thiên tâm thì mới coi ai thật ai giả. Còn cái người nào mà chấp tướng, chấp cái hình thức và chạy theo âm thanh và lời nói thì là họ còn bị cái ngã thì coi như là lọt sổ. Thì Chúa rước kiểu đó là dữ lắm rồi, chứ giờ rước kiểu nào nữa giờ. Dấu thiên tâm đã ra đời, những lời thiệt, việc thiệt xảy ra thiệt thì kỳ cũng đã nói hết rồi, thì mình đâu còn gì để mình giấu nữa. Chỉ còn lại là họ phải coi lại tôi có cái bệnh không tin, hay là tôi quá sức giỏi cho nên tôi không có mê tín hay là gì. Cái chữ mê tín hay là bất tín là do chính mình. Bất tín là Phật nói cũng giống như một cái núi mà lấy cái khăn mà lao cái núi bằng đá cẩm thạch mà lao tới mấy nghìn tỷ kiếp, cái người bất tín cũng sẽ không thành Phật thì biết qua lâu. Còn mê tín
là hòa mai còn chữa được, đi là sai đường theo tà nhưng mà cái đó còn chữa được, thì một kiếp này cũng có thể quay lại. Ngày xưa đạo Phật bị mất ở bên Ấn Độ cũng là gì? Sau này họ mất cái lòng tin ở Phật. Có ai bao giờ biết là thấy được chân dung của Phật? Có ai bao giờ thấy được chữ viết của Phật? Phải có lòng tin. Còn hôm nay vì nhân loại quá văn minh, quá cao siêu, quá học giỏi luôn, cho nên chuyện này có nói kiểu nào nữa chỉ độ được một số người nhỏ. Thì cái đó cha với mấy vị bề trên á mới buồn, mới nói thời mạt pháp này á, cả là những cái nước mà về truyền thông là ma quỷ trên đó là 9 kênh á, 10 kênh là hết 9 là ma quỷ rồi. Nó làm cho con của cha đó lầm đường lạc lối. Nó làm cho con người mất đi cái lòng tin về mặt tâm linh. Bao nhiêu hiện tượng xảy ra trong những năm gần đây khắp toàn cầu, bao nhiêu sự chết chóc tan tác, từ Covid hết nước này rồi qua nước kia, rồi rồng trên mây, phượng hoàng ở Sài Gòn, rồi phượng hoàng đen ở núi Cám, núi Bà Đen hồi từng rồi, rồi dấu thiên tâm hiện lên thành phố Sài Gòn hồi từng rồi luôn, rồi dấu thiên tâm thường trực là ở trên Thiên Long Sơn nữa. Nhưng mà con người chỉ biết như vậy thôi, chứ họ không có cảm nhận và họ không có chịu giác ngộ quay đầu. Bây giờ muốn bên trên phải làm như thế nào để cho mọi người hiểu chuyện mang năng người, chuyện nói một lời nói. Ở trong phòng này quý vị nhìn có bao nhiêu người đứng đây? Quý vị đứng trong tường này ít nhất cũng 50 người á, đứng đây nữa nè. Mới nãy họp ở chợ bốn đồng bay lên trên núi á, hỏi nữa thì nãy á. Bây giờ thần tiên, Phật, cha, tất cả các gì đã xuống trần với chúng ta hết rồi. Chẳng qua chúng ta không có đủ cái lực, không có tu tập, và chúng ta bất kính quá, chúng ta không có biết thôi. Rồi mấy vị mới xỉa đẩy Kiệt ra ngoài nói, chứ mười mấy năm nay Kiệt biết Kiệt là thiên tử, mà không bao giờ nói cho bất cứ người nào biết. Bị bao nhiêu người ngoài đời ăn hiếp của ông nói. Tới ngày hôm nay trên cho lộ cơ nói để đánh thức những người mà còn có một chút xíu lương tri, dụng chữ đó. Cái vô minh nó thì đó ấy, chứ những cái người mà thời nay á, 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì cái số 1 là hy vọng là ngồi trong phòng này. Bây giờ bất cứ lúc nào một cái sự vụ mình xảy ra nho nhỏ thôi, giống như Covid-19, Trung Cộng nó chết 200-300 nghìn người, không phải, mấy gì nó làm mấy chục triệu người á. Xác của nó thiêu á, động lên tới tầng của Tứ Thiên Vương luôn á. Xác chết người á, mấy gì nó trâu ở xác nó thối mà nó hôi, nó đốt lên tới tầng trời luôn, tại trời đấu xả mình đâu. Chỉ có mấy ngàn tỷ ánh sáng thôi mà cũng tới luôn á. Tới tầng của cha của Kiệt ở thì hơi xa quá không. Tầng Đại La Thiên thì cao nhất. Mà tầng gần đây mình thấy nè, của bốn ông hộ pháp bên này nè, Tứ Đại Thiên Vương á. Những người mà hôm nay hiểu được Kiệt mang dấu họ Thiên, mà không phải mang là được đi về trời nha, mang là phải làm. Thứ nhất là một cái giới số 1, thứ hai là cái giới thứ 12 đó, là phải mỗi ngày phải đọc kinh ngồi thiền, rồi tự mình tu ở tại gia. Thiên tâm chính là ngồi thiền, cha nói vậy. Tu tại gia chạy vòng vòng bị tà nó kéo, tốn tiền, tiền mất tật mang, mất thời giờ, chẳng được gì. Nên trên nói vậy. Và đồng thời phải hiểu những cái căn bản, phải lên tự mình nghiên cứu kinh điển, chứ không phải mang họ Thiên là tự nhiên cái là lên thiền bất nhã. Thiền bất nhã mình lên rồi, mình đang mang cái dấu này là mình đã trên thiền bất nhã. Nhưng mà từ đây tới hết đoạn đường
cuối cùng mà khi lập hội á, khi Đức Thầy xuất hiện đó, Ngài là Phật mà Ngài có thần thông, Ngài nhìn đứa nào tôi giỏi tôi dở là Ngài biết hết á. Sau này chỉ có những người có đạo đức, hiền từ và đồng thời học vấn giỏi ở mặt đời á, thì Đức Thầy sẽ chọn để mà lập lại một cái thời đại mới.